Vi phạm về tốc độ là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Quy định xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình để có thể nâng cao được hiệu quả công tác quản lý và góp phần phát hiện, xử lý các vi phạm. Với những xe vi phạm tốc độ từ 5 lần trên 1.000 km trở lên thì sẽ bị thu hồi phù hiệu. Thế nhưng xử phạt như thế dường như vẫn chưa đủ. Tình trạng xe kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ vẫn tái diễn nhiều lần, nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn luôn hiện hữu. Trên phần mềm quản lý thiết bị giám sát hành trình của các xe kinh doanh vận tải tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dường như lúc nào cũng có cảnh báo xe vi phạm về tốc độ. Mỗi tháng, hàng trăm phương tiện của các doanh nghiệp vận tải do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quản lý đã bị thu hồi phù hiệu. Trong số đó, cũng có những trường hợp nhiều lần tái phạm và nhiều lần bị thu hồi phù hiệu. Hiện nay việc thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ thì là thu hồi không thời hạn. Đấy, như vậy là khi mà đơn vị người ta nộp phù hiệu tại Sở Giao thông, nộp xong, người ta báo cáo đã khắc phục xong thì người ta hoàn toàn có quyền làm các thủ tục để được cấp lại. Và cái thời hạn cấp thời gian để thực hiện thủ tục hành chính đấy nó chỉ trong vòng 2 ngày. Như vậy, dù được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, nhưng các xe vi phạm về tốc độ chỉ sau vài ngày bị thu hồi phù hiệu lại có thể tiếp tục được hoạt động. Để tránh tình trạng các nhà xe nhơn luật, dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 10 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã đưa ra quy định ngặt nghèo hơn. Theo đó, tùy theo mức độ, các xe vi phạm chỉ được xét cấp lại phù hiệu sau 30 đến 60 ngày. Đặc biệt, trong dự thảo cũng đưa ra hướng xử lý với lái xe vi phạm. Bộ Giao thông Vận tải đã có cái chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin ấy, là phải lập 63 cái tài khoản để mà cung cấp cho cảnh sát giao thông của 63 tỉnh thành phố, đồng thời cung cấp một cái tài khoản cho Cục Cảnh sát giao thông để truyền tải thông tin dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu vi phạm về tốc độ trên các cái thiết bị giám sát hành trình để có thể xử lý vi phạm kịp thời. Để sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình làm căn cứ xử lý vi phạm cũng cần tạo hành lang pháp lý. Cụ thể là bổ sung thiết bị này vào danh mục phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Điều này không phải là quá khó, bởi thiết bị giám sát hành trình lắp cho xe kinh doanh vận tải đều phải đảm bảo theo quy chuẩn được Bộ Giao thông Vận tải đưa ra. Do vậy, quy định mới được ban hành càng sớm thì sẽ càng nhanh chóng khắc phục được tình trạng lặp đi lặp lại những vi phạm tốc độ của doanh nghiệp hay các lái xe, gây nguy cơ mất an toàn